À mà đi về. Cười cũng cười. À, như thế nào cũng cười nha. Mình không hiểu. Vui cũng cười, buồn cũng cười. Không có khi nào khóc. Anh đây cũng rất là vui tính. Đó, mở đây, mở ra xem à. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog. Thì hôm nay mình sẽ làm một video, đó là video tặng quà cho hai anh Dan, Freddy và Victory. Thì đợt trước mình có live stream trên Facebook. Mình nói là tặng quà điện thoại Samsung ACE Bluetooth cho hai anh Dan, Victory và Freddy. Thì bây giờ hôm qua mình mới đi mua nên sáng dậy bên này mấy buổi sáng nha. Này, các bạn nhìn nè. Đấy. Sáng dậy là trước mặt là chữ cá rất là đông. Nói chung là mình chỗ mình làm thì đối mặt với là chợ cá nên là sáng dậy ngủ dậy hơi ồn ào. Thì có những video mình làm ấy các bạn bảo là ồn ào quá thì mong các bạn thông cảm vì chợ cá mà tất nhiên phải có ồn ào rồi. Thì đây là một phần quà cũng như là một phần trôn cho anh Đen. Là để mình nói phần trôn là mình sẽ trôn anh Đen trước rồi sau mình sẽ tặng quà sau, nó mới ý nghĩa. Ok, thì đây là hai cái bánh mì mình sáng dậy mình mua ăn. Thì mình đang nghĩ ra ý tưởng đó là mua hai cái bánh mì này thì sẽ trôn, đó là tặng điện thoại để hai anh Đen mở ra coi có phản ứng bất ngờ hay là nói chung là phản ứng cái kết thì các bạn tí mình các bạn xem. Ok, thì hai cái bánh mì này thì mình sẽ trôn hai anh Đen, hay là mình sẽ tặng quà điện thoại cho hai anh Đen. Tại vì hai anh Đen này không biết mình mua điện thoại tặng hai anh Đen. Thì bây giờ mình sẽ trôn trước và tặng sau, nó mới ý nghĩa. Ok, thì đây là phần trôn. Còn đây là điện thoại Samsung ACE Bluetooth. Để mình mở ra nhé. Ok các bạn nhé, thì bây giờ mình sẽ mở ra và test cho các bạn điện thoại Samsung ACE Bluetooth. Nói chung là điện thoại bên này cũng đắt, tại vì bên này kém phát triển lắm các bạn ạ, không phải như Việt Nam đâu. Đây là giấy tờ bảo hành, giấy tờ bảo hành. Đây là phụ kiện sạc, dây sạc và tai nghe. Mình mua là một máy là màu đen, một máy màu trắng, đỡ phải đỡ chung nhau ấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào để cho các bạn xem là hai máy này nó công nghệ nó như thế nào. Đây. Đấy. Đây là SIM. Đấy. Đấy. Nói chung là cũng rất là ok, mình đã test nick quán rồi nên là mình thấy rất là ưng nên là mình mua cho anh Đen dùng. Dù là dùng Facebook và gọi điện thoại và rất là mượt. Nói chung là cũng rất là ok. Giá thị trường hai con này thì nói chung ở Việt Nam thì rất là rẻ. Bên này thì tầm 700.000. Một cái là 700.000. Và kèm theo phụ kiện nữa là đầy 900.000. Thì một cái 900.000, hai cái là 1.800.000. Thì nói chung là giá rất là ổn định. Mà hai anh thì dùng máy này rất là vui. Ok rồi các bạn ạ. Thì mình đã kêu hai anh Đen về và lên đây để nhận phần quà, để mình tặng phần quà. Trước mắt là mình sẽ trôn hai cái bánh mì để cho anh Đen phản ứng như thế nào nhé. Thì hai anh Đen bây giờ đã chuẩn bị lên đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ tặng quà và cho hai anh Đen để cho hai anh Đen này có điện thoại dùng Facebook và cũng như gọi điện thoại về nhà. Telephone với ta này. Đấy, đó là vậy. Đấy, điện thoại này thì không dùng được Facebook nên là mình đã mua tặng cho hai anh Đen là hai Samsung. Đây là phone với to này. Đấy, điện thoại này nói chung là cũng gọi bình thường nhưng là cũng rất là ok. Đấy, tên điện thoại có tên Freddy. Đấy, điện thoại Victory. Đấy. Cũng rất là ok đấy. Photo cả đời mặt anh Victory kia. Thì nói chung là hai điện thoại này thì mình sẽ Ê chị, bên đi. No bên đi. No, I want to know you are the telephone Samsung no who are now bên đi chị. Ê chị, bên đi, mette JP, cho đi gà, ghi Facebook
Anh Đen bảo là bỏ hai cái này là để gọi, còn cái điện thoại này là mình mua tặng hai anh Đen để cho hai anh Đen này chơi Facebook. Hai anh Đen bảo thế. Ok rồi các bạn ạ, thì bây giờ mình sẽ cho hai anh Đen mở món quà. Eu ajuda đôi telephone Samsung. Um preto um branco. Okay. Agora quem leva branco? É o preto. Preto. Vou levar branco, né? Ok. Thì đây, aqui. Senta aqui. Agora tem telefone novo, fala como? Hã? Tem telefone novo. Obrigado. Agora tem telefone novo. Não fala, não tem fala. Fala. Fala o quê? Bây giờ mình nói là nếu mà có điện thoại mới thì hai anh sẽ có cảm hứng và nói như thế nào. Hai anh nên bảo cảm ơn show, cảm ơn thôi. Tem telefone novo, abre o Facebook. Bom, bom, muito bom. Não, não, não. Quem dá pra dizer? Quer ver? Não, fala como? Fala como? Obrigado, obrigado. Hai Đen này rất là hiền lành và rất là vui tính mà rất là ngại ngùng. Thì ok, Amari, lo amigo, un amigo, un mau, ve, ve telephone novo, un mau. Đôi bao. Đôi bao. À khi nào chăm chung bộ được vậy? Hả? Các bạn nhìn xem. Đây, chăm chung. Um bao, chăm chung. À khi yoga, yêu kỳ mũ tư bong. Yoga tên cô mẹ. Mẹ kè, hello. À khi chăm chung. Ôi ra rồi đấy. Cảm ơn nhé. Cảm ơn. Hai anh em này rất là ngây thơ và rất là vui tính và dễ cười. Thì hai anh em này trốn đến mấy anh hai anh này cũng cười như nhau thôi. Tại vì rất là hiền lành. Thì nói thật là mình sẽ khui quà mới hay là quà ăn sáng. Có mẹ đi vào nhà ấy. Chăm chung. Ok rồi các bạn ạ, thì mình đùa cho vui vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ tặng quà cho anh Đen. Ok? Ok. Muốn Ok thì bây giờ mình sẽ đi lấy điện thoại nhá. Đây, điện thoại mình đây. Ủa rồi. Đây. Đấy. À mà đi về. Cười, cũng cười. Như thế nào cũng cười nha. Mình không hiểu. Vui cũng cười, buồn cũng cười. Có khi nào khóc? Anh Đen cũng rất là vui tính. Đó, mở đây, mở ra xem à. À, vừa đang anh Victor đi thích màu trắng. Anh phải đi thích màu. Oh no! Ok, thì đây là phụ kiện của máy. Để coi về em đưa ra về. Cái này là của Freddy, màu đen. Okay. Này nghe. Cái này là Freddy. Victoria kia. Victoria đây. Đấy. Cái này là phụ kiện. Phụ kiện dây sạc và đầu sạc. Đấy. Bọc ra hết luôn cho mấy anh em dùng. Đấy. Ok. À về telephone cô mồ. Tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom. Về. Cái này hết pin à? À, gần hết pin rồi các bạn ạ. Răng này mờ như thế này để mình vào mình ánh sáng. Ánh sáng. Đấy. Ok liền. Đấy. Ok. Facebook. Facebook.
Facebook chưa tải về. Đấy, điện thoại nghe rồi, bấm nút ok. Thì ra mẹ ta chuyên bị. Về, ra cô. Lần đầu mới dùng điện thoại lướt nên là rất là khó dùng. Tại vì ai đang dùng máy máy nhỏ này thôi. Đấy, máy nhỏ này nghe và gọi thôi. Thì bây giờ mình sẽ tặng hai anh đen này hai máy Samsung này để cho hai anh đen như kiểu chụp ảnh từ sướng và đăng Facebook và gọi về nhà bằng video hoặc gì đó thì cũng rất là ok. 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 Hai anh đen rất là thích. Ôi là ai đây đang bỏ sim vào. Ok chưa? Tao bom. Tao bom. Ừ, tao bom. Vậy 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 vào. Đi ra vậy vào. Samsung kì. Galaxy. Cười. Rất là dễ thương cười. Entra. Né? Entra. Ah, tá bom. Đấy. Đấy. Có tin nhắn liền. Đấy, Unitel. Ok. Đấy, tá bom. Yeah, tá bom. Liga aqui. Ánh sáng. Mở ánh sáng lên. Đấy. Ok. Đấy. Đó, ok. Thì nói chung là hai cái điện thoại này thì tí anh Đen sẽ 2-3 ngày anh Đen sẽ dùng và sau đó sẽ quen và dùng rất là thoải mái. Thì lần đầu dùng máy lướt nên vẫn chưa được chưa biết lắm. Nói chung là hai anh Đen này thì cũng ê xin xem nó sẽ bê phải dê nào đó. Chào bé. Ok thì qua clip này thì mình cũng muốn nói với các bạn đó là hai anh em này có nhiều bạn cứ bảo mình là bỏ rơi hay gì đó thì các bạn hãy đừng comment như thế, không hay đâu. Thì mình nói chữ bỏ rơi anh Freddy và anh Victory mình cảm thấy rất là nói chung là mình rất là buồn và thì giúp đỡ được phần nào thì mình giúp chứ còn nói để mà giúp hết thành một người hoàn hảo thì không thể nào được. Thì nói chung là ai cũng như thế thôi. Ở đây rất là nhiều anh em làm cho mình khoảng 8 người làm cho mình và mình chia ra hai anh em này làm video và làm mấy cái thứ vật mình giao lại bàn giao lại cho hai anh em làm thì cũng rất là ok. Đây là phần thưởng cho hai anh em thì và là vô một cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn thì qua clip này mình cũng dừng tại đây và nếu các bạn thấy hay cho mình một like, share và đăng ký kênh Quang Linh Vlog đều của mình nhá. Chào các bạn. Ê, photo về. Uni đâu? Photo. Anh đây này chưa gì đã photo rồi. Camera ghi tao này. Nào, cái gì video?
anh đang rất là đang còn nghe nhạc vọc điện thoại, tại vì mới biết nên là bắt đầu tìm tòi và sau sẽ biết nhiều hơn. Thì nói chung là mỗi hồi hai anh đen này cũng chưa có máy như thế này, đây là mấy lần đầu tiên. Victory. No.